nhiều nhà khoa học ngày nay vẫn thua khi cố chứng minh Einstein sai. Tuy vậy, dù sau mỗi lần chứng minh, kết quả thường là ông đúng. Gần đây, nhóm nghiên cứu đến từ Viện Nghiên cứu Vật lý và Hóa học Nhật Bản, viết tắt là GIKEN, đã cố gắng kiểm nghiệm thuyết tương đối rộng của Albert Einstein. Trong nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Nature Photonics, nhóm của GIKEN đã sử dụng đồng hồ nguyên tử lưới quang học, loại đồng hồ có độ chính xác rất cao, đặt dưới đất và ở tầng quan sát của tháp Tokyo Skytree, độ cao 450m, để tái kiểm chứng một phần trong thuyết tương đối rộng của Albert Einstein. Ý tưởng là sử dụng đồng hồ với độ chính xác ở mức 1 phần tỷ tỷ giây để xác nhận thời gian thực sự bị ảnh hưởng bởi trọng lực. Trước đây, những thí nghiệm thế này có thể thực hiện với điều kiện sử dụng hai điểm ở khoảng cách hàng nghìn km, tức là phải đo đạc ngoài vũ trụ. Nhóm tác giả nghiên cứu giải thích, thực hiện một thử nghiệm nghiêm ngặt cho thuyết tương đối rộng yêu cầu những chiếc đồng hồ tuyệt đối chính xác hoặc khoảng cách cực lớn. Đồng hồ ở độ cao lớn hơn sẽ chạy nhanh hơn khi đặt ở gần mặt đất, theo thuyết tương đối rộng của Einstein. Với thí nghiệm này, GIKEN cũng muốn khoe đồng hồ siêu chính xác của mình. Kết quả đo đạc cho thấy, cứ sau mỗi một ngày, thời gian trên đỉnh tháp Skytree sẽ nhanh hơn 4 nano giây, tức 4 phần tỷ giây so với ở mặt đất. Con số sai lệch khá nhỏ, vì sự thay đổi trọng lực ở độ cao vài trăm mét thường không nhiều, nhưng nó một lần nữa cho thấy Einstein đã đúng. Vì sao chúng ta cứ phải chứng minh Einstein sai? Thuyết tương đối rộng được Einstein nghiên cứu cách đây hơn 100 năm đến nay vẫn đúng. Nhưng chúng ta thường xuyên thấy nhiều bài viết có tiêu đề liệu Einstein có sai? Vì sao các nhà khoa học lại bị ám ảnh với việc chứng minh những lý thuyết của Einstein đến vậy? Theo quan điểm của tác giả Caroline Delbert trên Popular Mechanics, có lẽ một phần lý do về sự nổi tiếng của Einstein. Ông là nhà vật lý học nổi tiếng nhất thế giới và đã trở thành biểu tượng của khoa học. Bước vào thời đại Internet, Einstein càng nổi tiếng hơn khi nhiều người gắn ghép những câu nói không liên quan cho ông. Tất cả đều là các câu nói truyền cảm hứng, nhưng việc gán vào miệng một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất thế giới lại đem đến độ khả tín cao bất ngờ. Tương tự như vậy, nếu nhắc tới Einstein trong bài báo của mình, chắc chắn sẽ có nhiều người quan tâm hơn là nhắc tới một thí nghiệm vật lý phức tạp. Nhưng xét về mặt khoa học, có lý do khiến ngay cả một sinh viên vật lý nhập môn cũng khao khát chứng minh những lý thuyết của Einstein. Einstein đã xây dựng một hệ thống khổng lồ các thuyết về bản chất của trọng lực và thời gian hơn 100 năm trước với nền tảng khoa học của thế kỷ 19 và những công cụ đo đạc thí nghiệm sơ khai so với ngày nay. Hiện nay, khi đã đạt được nhiều tiến bộ trong lĩnh vực cơ học lượng tử, các hậu bối chắc chắn sẽ đặt câu hỏi về tính chính xác của những lý thuyết mà Einstein đề ra ở một số bối cảnh nhất định. Những bối cảnh này hầu như có quy mô phân tử, hay quy mô mà vào thời điểm đó Einstein không có cách nào quan sát được, bởi ông chưa bao giờ cầm trên tay một chiếc đồng hồ nguyên tử lưới quang học. Khoa học là một quá trình thử sai và chỉnh sửa, để tiếp tục có thêm những khám phá mới. Chúng ta bắt buộc phải liên tục kiểm nghiệm các lý thuyết nền tảng như thuyết tương đối của Einstein. Đó là lý do khi con người tìm được hạt nhỏ hơn và thiên hà xa hơn, chúng ta lại quay về đặt dấu hỏi cho những lý thuyết mà Einstein viết ra từ đầu thế kỷ 20. Tuy nhiên, ai cũng có lúc mắc sai lầm, ngay cả thiên tài vật lý Albert Einstein. Nghiên cứu khoa học dựa trên mối quan hệ giữa thực tế tự nhiên theo cách chúng ta nhìn nhận và những mô tả về thực tại tạo nên bởi các giả thuyết được viết bằng ngôn ngữ toán học. Nếu tất cả kết quả xuất phát từ giả thuyết đều được chứng minh thông qua thử nghiệm, ta sẽ thừa nhận giá trị của chúng. Con người đã sử dụng cách thức nghiên cứu này suốt 4 thế kỷ để rồi viết nên lượng kiến thức khổng lồ. Thế nhưng những tiến bộ ta có được lại dựa trên trí tuệ của những cá nhân cứng đầu, vẫn giữ vững niềm tin và định kiến vào những thứ vốn đã tồn tại. Nhiều khi họ không hướng tới cái mới mà trung thành với cái cũ. Điều này có thể ảnh hưởng tới tiến trình phát triển của khoa học, thậm chí những bộ óc lỗi lạc nhất cũng có thể sai lầm. Trong tuyệt tác thuyết tương đối rộng 1915 của Albert Einstein, ông viết nên phương trình mô tả cách thức vũ trụ tiến hóa theo thời gian. Giải ra phương trình này, ta thấy vũ trụ bất ổn, không phải là một khối cầu khổng lồ chứa một lượng sao xác định di chuyển liên tục. Điều này đi ngược lại với cách các nhà khoa học đương thời nhìn nhận vũ trụ. Đầu thế kỷ 20, người ta sống với ý tưởng bất di bất dịch rằng vũ trụ là một sự vật tĩnh, trong đó vận động của sao không bao giờ đổi. Nhiều khả năng, đức tin này tới từ những lời thuyết giáo của Aristotle cho rằng vũ trụ là bất biến, còn trái đất có thể tiêu biến bất kỳ lúc nào. Ý tưởng trên của Aristotle gây ra tranh cãi. Năm 1054, các nhà thiên văn học Trung Hoa
phát hiện ra sự xuất hiện của một tia sáng mới trên bầu trời, thế nhưng không thấy văn bản nào của các nhà khoa học châu Âu nhắc tới nó. Trên bầu trời ban ngày, người ta có thể nhìn thấy rõ đốm sáng bí ẩn. Nó là một siêu tân tinh, là ánh sáng phát ra từ một ngôi sao đang chết. Ngay lúc này khi quan sát tinh vân con cua, ta vẫn còn thấy được chút ánh sáng còn vương lại từ vụ nổ xưa kia. Người châu Âu cứng đầu, ngang như chính cái tên tinh vân chứa ngôi sao lóe sáng kia, từ chối tin vào sự tồn tại của một hiện tượng đi ngược với đức tin sắt đá người đương thời rằng bầu trời, vũ trụ là bất biến. Hiện tượng siêu tân tinh hiếm có vô cùng, chỉ đủ sáng cho mắt thường nhìn thấy với tần suất một lần trên thế kỷ. Lần cuối một ngôi sao nổ sáng đến vậy là hồi năm 1987. Có thể đưa ra nhận định, Aristotle đã suýt đúng khi nói rằng bầu trời là bất biến, bởi ít nhất nó chỉ bất biến trong vòng đời một con người thôi. Để những nghiên cứu của mình phù hợp với ý tưởng đương thời về một vũ trụ tĩnh, Einstein đưa vào phương trình của ông hằng số vũ trụ, cho phép trạng thái của vũ trụ không đổi. Trực giác của ông đã sai khi bám lấy ý tưởng vốn được chấp thuận rộng rãi năm 1929, khi nhà thiên văn học Edwin Hubble chứng minh được rằng vũ trụ đang nở rộng ra, Einstein đã phải thừa nhận ông gây ra lỗi lầm lớn nhất đời mình. Cơ học lượng tử, học thuyết mô tả nền vật lý ở quy mô hiển vi, gần như hình thành cùng khoảng thời gian với thuyết tương đối. Từ năm 1905, Einstein đã là một trong những người có cống hiến lớn cho sự phát triển của cơ học lượng tử thông qua việc diễn đạt hiệu ứng quang điện va chạm giữa một photon và một electron. Nói một cách khác, ánh sáng, thứ vốn được cho có dạng sóng, lại được Einstein mô tả như một chuỗi các hạt. Không phải thuyết tương đối, đây mới là bước tiến vĩ đại của nền vật lý, đã mang về cho Einstein giải Nobel năm 1921. Nhưng dù với cống hiến lớn kia, Einstein vẫn một mực từ chối tin vào một trong những yếu tố cơ bản nhất của cơ học lượng tử, đó là luật lệ của thế giới tí hon này, vượt ngoài những giới hạn của vật lý cổ điển. Thế giới lượng tử chứa đầy xác suất, ta chỉ biết dự đoán kết quả dựa trên những khả năng có thể xảy ra. Phân tích cái đức tin mù quáng của Einstein, ta lại một lần nữa thấy ảnh hưởng của triết học Hy Lạp. Plato dạy rằng, dòng suy nghĩ phải lý tưởng, phải thoát khỏi những bó buộc của những sự kiện bất ngờ của thực tại. Ý tưởng này cao cả lắm, nhưng lại không tuân theo kim chỉ nam của khoa học. Tri thức yêu cầu chúng ta phải tuyệt đối tuân theo những sự thật đã được chứng minh, trong khi đó đức tin lại dựa trên khả năng sản sinh ra từ các quan sát phiến diện. Bản thân Einstein tin rằng một dòng suy nghĩ thuần khiết hoàn toàn có thể nhận định được thực tại, nhưng sự ngẫu nhiên lượng tử đã chứng minh rằng Einstein đã sai. Trên thực tế, sự ngẫu nhiên này không hẳn ngẫu nhiên, mà chúng bị bó buộc bởi nguyên tắc không rõ ràng do Werner Heisenberg đề xuất. Nguyên tắc không rõ ràng của Heisenberg viết tắt là HUP. Năm 1927, nhà vật lý lý thuyết người Đức nhận định rằng vị trí và vận tốc của một vật thể không thể cùng lúc được đo đạc một cách chính xác trong cùng một thời điểm, thậm chí ngay cả trong giả thuyết. Bản thân khái niệm vị trí chính xác và vận tốc chính xác đều vô nghĩa trong tự nhiên. Về cơ bản, khoa học không thể dự đoán chính xác điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Dù có tên như vậy, nhưng HUP không hẳn là một nguyên tắc với nghĩa không phải một lời xác nhận, một giá trị dẫn lối hành vi hay cách thức đánh giá. Nó được sinh ra từ cơ học lượng tử, một học thuyết ứng lên vật chất và năng lượng, tạm thời giải thích được bản chất của chúng với vốn hiểu biết của ta hiện tại. Nguyên tắc HUP áp đặt tính khoa học, Collective Determinism, tạm dịch là tập hợp tiền định, chỉ những kết quả sẽ xảy ra khi các vật thể tồn tại trong không thời gian tương tác với nhau, lên một nhóm các hạt, bản thân một hạt electron bay tự do bởi ta không thể tính toán được đường bay của nó, như một triệu hạt electron sẽ tạo ra sự nhiễu xạ, những lớp vân tối và sáng và cũng không thể tính toán được. Einstein không chấp nhận sự thật rằng có những thứ không cho phép các định luật vật lý và toán học tính được nó, và từ chối chấp nhận vật lý lượng tử bằng câu nói nổi tiếng: "Tôi, dù xét theo khía cạnh nào, cũng tin rằng thánh thần không tung xúc sắc." Ý nói rằng mọi sự kiện đều được vật lý định trước và rằng chẳng có sự ngẫu nhiên nào cả. Einstein cho rằng vẫn còn những biến số chưa được phát hiện ra, những định lượng khác ngoài khối lượng, điện tích và vòng quay để mô tả hạt. Dù những nhận định kia của Einstein là đúng, nhưng việc ông bác bỏ yếu tố ngẫu nhiên là sai. Các thí nghiệm lượng tử không hậu thuẫn góc nhìn của Einstein. Không thể phủ nhận lượng tử giới là một phạm trù vượt ngoài tầm hiểu biết của con người, và ta không biết hay là chưa biết những bí ẩn của thế giới hạt hiển vi.